Xin chào anh chị và các bạn nhá. Hiện tại là bên mình đang còn bốc ngói để đi ship cho khách hàng ở Kỳ Châu. Đây. Và đây là tổng kho ngói của bên mình. Và bên mình hôm nay là chạy tuyến Quỳ Châu Quế Phong. Và khách hàng đúng nhất là ở Quỳ Châu. Thì hôm nay bên mình sẽ ship lên. Nhiều màu ngói khác nhau cả nhà nhá. Đây, đang còn bật lên. Đây bắt đầu kho ngói. Review cho cả nhà xem nhá. Ngói sóng đẹp. Nhiều mẫu nhiều màu khác nhau cả nhà nhá. Đây. Review cho cả nhà xem. Hiện tại là 8:30. 8:30 là tầm khoảng 9 giờ sẽ có mặt tại Quỳ Châu. Ở đây là khách thiếu ít. Thì thiếu 130 viên thì bên mình chở đi trước, lấy xe bán tải chở đi trước. Còn xe tải nhỏ thì chở đi sau. Nhiều màu ngói khác nhau, rất đẹp. Thì là review cho cả nhà xem tổng kho thôi nhá. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì bình luận dưới video nhá. Bên mình tư vấn cho tất cả các bạn nhá. Xin cảm ơn tất cả các bạn.